Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt biểu dương học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic và giải khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Hội thảo chỉnh lý biên soạn bổ sung cuốn lịch sử Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La thời kỳ 1963-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhận giải thực hành xuất sắc chất lượng châu Á năm 2022. Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản theo chương trình 135. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều ngày 26 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt biểu dương 33 học sinh đoạt giải Olympic và giải khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen, giải khuyến khích. Các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao. Trân trọng trao 10 huân chương lao động hạng nhì, 7 huân chương lao động hạng ba tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc kỳ thi Olympic và giải khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch nước cũng đánh giá, chất lượng giáo dục ở nước ta ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học. Một số trường đại học đã cải thiện vị trí xếp hạng trong các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế. Trong giai đoạn 2017-2021, Việt Nam đã giành được 57 huy chương vàng, nhiều gấp đôi hơn 2 lần số huy chương vàng so với giai đoạn 2012-2016. Việt Nam cũng có 7 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 và có 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao đoàn học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, Chủ tịch nước cũng hoan nghênh các thầy giáo, cô giáo và chúc mừng ngành giáo dục về thành tích đặc biệt này. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và hành động cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo động lực mạnh mẽ cho những công dân trẻ, những chủ nhân ưu tú của đất nước, phấn đấu, dấn thân xây dựng đất nước. Nhắn nhủ các thầy cô giáo, Chủ tịch nước mong muốn, các thầy cô hãy đi đầu là nhân vật trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục, trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, là những tấm gương sáng để học sinh noi theo. Chủ tịch nước mong muốn các em học sinh, đặc biệt là các em có thành tích cao, tiếp tục học tập với tinh thần, thắng không kiêu, bại không nản, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, các kỹ năng cần thiết để trở thành công dân ưu tú, công dân trách nhiệm, công dân toàn cầu, đóng góp xây dựng đất nước. Thay mặt các học sinh giỏi có mặt tại buổi gặp mặt, em Ngô Quý Đăng, trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt điểm tuyệt đối 42 trên 42 Olympic Toán học quốc tế lần thứ 63, phát biểu bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành và các thầy cô giáo. Chia sẻ về hoài bão của mình, Ngô Quý Đăng cho biết, sau khi được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và thành công thực tế sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, xung phong hỗ trợ định hướng cho các thế hệ khóa sau, từ đó góp một phần cùng các thầy cô và toàn thể dân tộc, đưa đất nước Việt Nam ta ngày càng hùng cường. Năm 2022, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực. Đây là đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 12 huyện thành phố. Nổi bật là công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai, ngành y tế đã tổ chức gần 2.200 buổi nói chuyện với trên 11.000 người tham gia. Các cơ quan báo chí và các ngành đã sản xuất nhiều tin bài, bản tin, các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong năm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm với trên 4.800 cơ sở, phát hiện 625 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2 tỷ đồng. Tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận 551 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Công tác kiểm nghiệm, giám sát và phân tích mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm tại địa phương, triển khai các mô hình quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong năm vẫn ghi nhận 7 vụ ngộ độc thực phẩm, có 74 người mắc, không có trường hợp tử vong.
Con số này giảm so với năm 2021, tuy nhiên lại ghi nhận một vụ ngộ độc đông người với trên 30 người mắc. Toàn tỉnh cũng ghi nhận trên 600 ca ngộ độc thực phẩm rải rác xảy ra. Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như tình trạng buôn bán nội tạng, thực phẩm kém chất lượng vẫn xảy ra, lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn thiếu, công tác phối hợp chưa thực hiện tốt, việc thanh tra kiểm tra còn hình thức, thiếu việc kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trọng tâm cũng đã được đưa ra để nâng cao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2023. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo chỉnh lý biên soạn bổ sung cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1963-2020. Chủ trì hội thảo có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ công tác lâu năm tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tổ chỉnh lý biên soạn cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1963-2020. Bản thảo cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 1963-2020 gồm 6 chương qua các thời kỳ từ năm 1963 đến năm 2020. Diễn biến và sự kiện lịch sử tập trung chủ yếu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Thông tin sự kiện, nhân vật lịch sử, số liệu trình bày trong bản thảo đảm bảo dẫn nguồn rõ ràng, số liệu được rà soát cơ bản đảm bảo chính xác. Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến vào nội dung bản thảo cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhất trí cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La bắt đầu từ thời kỳ 1963 đến 2020. Đa số các ý kiến đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng về chủ trương, sự chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhận định cuốn lịch sử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có nhiều ưu điểm. Việc phân kỳ lịch sử bản thảo cuốn sách theo các thời kỳ đã bám sát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La và thực tiễn hình thành phát triển của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nội dung bản thảo đã khái quát được cơ bản về sự hình thành tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và kết quả tham mưu thực hiện các mặt công tác kiểm tra của Đảng bộ trong các thời kỳ lịch sử, góp phần tôn vinh công lao của đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong quá trình xây dựng ngành kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chiều ngày 26 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị đánh giá giám sát lần 1 hệ thống quản lý tích hợp IMS ISO 9001-2015 và ISO 21001-2018 năm 2022 và đón nhận giải thưởng thực hành xuất sắc chất lượng châu Á năm 2022 của Tổ chức Chất lượng châu Á. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau 3 năm áp dụng IMS, công tác quản lý giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo đã bước đầu mang lại hiệu quả và phát huy được tính ưu việt. Các thủ tục quy trình được công khai hóa, minh bạch hóa, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và yêu cầu công việc tới từng vị trí việc làm. Tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng được xác định một cách khoa học. Mục tiêu chất lượng được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành và của địa phương theo từng năm học. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh những năm gần đây được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đón nhận giải thưởng thực hành xuất sắc chất lượng châu Á năm 2022 của Ủy ban Giải thưởng Chất lượng châu Á. Đây là giải thưởng dành cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có những đóng góp to lớn cho việc xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển chất lượng bền vững. Ngày 26 tháng 12, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 15, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP, Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân Sơn La. Các cấp hội nông dân đã củng cố kiện toàn tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có 199 trên 204 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội nông dân, kết nạp mới trên 3.500 hội viên, phát động các phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, bao trái cây phục vụ tiêu thụ xuất khẩu. Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
toàn tỉnh có trên 100.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 53.400 hộ đạt danh hiệu, có trên 100 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử, duy trì và phát triển trên 235 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn, tổ chức 17 lớp tập huấn cho các mô hình dự án với 510 học viên tham gia. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông sản ước đạt trên 174 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào nông dân. Tiếp tục tổ chức đào tạo, dạy nghề cho hội viên nông dân, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản cho hội viên. Ngày 26 tháng 12 tại huyện Thuận Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Với mong muốn chia sẻ những giọt máu hồng đến với những người bệnh đang cần máu, ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa huyện Thuận Châu đã có hàng trăm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân huyện đến đăng ký tham gia hiến máu. Tôi năm nay 52 tuổi rồi. Ngày hội hiến máu là ngày hội tình nguyện để đóng góp một phần giọt máu của mình để cứu những người có hoàn cảnh gặp phải khó khăn. Trong đợt phát động hiến máu tình nguyện lần này, nhiều đoàn viên thanh niên đã đăng ký hiến máu, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ hướng về cộng đồng. Với tinh thần của tuổi trẻ thanh niên xung kích tình nguyện thì Ban chấp hành đoàn xã Trường Ly cũng đã tuyên truyền vận động đến các đoàn viên thanh niên trên toàn xã tham gia tình nguyện hiến máu, thì với phương châm là một cuộc giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại. Cháu hiến máu lần này là lần thứ 2 rồi ạ. Và mục đích cháu hiến máu hôm nay là một giọt máu cho đi thì một cuộc đời sẽ ở lại, nên cháu đi hiến máu để cứu thêm nhiều người hơn ạ. Với tấm lòng nhân ái, tại chương trình đã có trên 600 người đăng ký hiến máu với 361 đơn vị máu toàn phần. Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần đem lại niềm tin, hy vọng sống cho nhiều người bệnh. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố là một trong những hoạt động giáo dục rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc đánh giá công tác dạy và học, cũng như việc bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường học trên địa bàn. Vào sáng nay, thành phố Sơn La đã khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở thành phố năm học 2022-2023. Tham gia kỳ thi có 393 thí sinh của 16 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đăng ký dự thi ở 8 môn học văn hóa: toán, ngữ văn, vật lý, lịch sử, hóa học, địa lý, sinh học, tiếng Anh. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất đã được tuyển chọn qua kỳ thi cấp trường. Thông qua kỳ thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, tạo điều kiện để các em tiếp tục phát huy khả năng học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố. Đây còn là dịp để ngành giáo dục thành phố đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy và lựa chọn những học sinh xuất sắc tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Tuần Châu đã triển khai tuyên truyền chủ động hỗ trợ cho người dân những biện pháp phòng tránh đói rét cho gia súc. Bên cạnh đó, việc thay đổi trong nhận thức và tập quán chăn nuôi của người dân cũng đã góp phần quan trọng bảo vệ đàn vật nuôi trước các đợt rét đậm rét hại. Huyện Thuận Châu hiện có tổng đàn trâu 9.900 con, đàn bò trên 51.000 con, đàn lợn trên 70.000 con, đàn dê 26.000 con. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do đói rét gây ra đối với đàn vật nuôi, huyện Thuận Châu đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi tích cực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng, bổ sung các khoáng chất nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong mùa đông. Người dân thu gom các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc, không để vật nuôi gầy yếu do thiếu thức ăn, suy giảm sức khỏe, dễ gây chết trong những ngày giá rét. Gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại để tránh gió và giữ ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm rét hại. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine định kỳ, vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm rét hại để thông tin kịp thời cho người chăn nuôi biết, chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
tình hình thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, nguy cơ cao bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm cho vật nuôi như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục, trâu bò, Newcastle. Do đó, huyện cũng đang tập trung cao cho công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi, thường xuyên theo dõi tình hình đàn gia súc để có biện pháp phòng tránh kịp thời, nhắc nhở người dân đưa đàn trâu bò về nhốt chuồng, bảo vệ tốt đàn vật nuôi trong mùa đông. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018, dự án 135 của Chính phủ về hỗ trợ bò giống cho các xã bản đặc biệt khó khăn được triển khai. Các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Sơn La đã có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Hiệu quả từ dự án mang lại cũng góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn. Ghi nhận tại xã biên giới Trường Sơn, huyện Mộc Châu. Gia đình chị Ngô Thị Hạnh ở tiểu khu 6 xã Trường Sơn được dự án hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản. Ngoài chăn nuôi, gia đình chị còn trồng thêm nhiều giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp để xây dựng một trang trại tổng hợp trên diện tích hơn 2 hectare. Hiện nay, trang trại của gia đình chị đã có 7 con bò sinh sản, 2 hectare chè, 150 cây cam, mỗi năm mang lại nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng. Chương trình của nhà nước và của các tỉnh, các xã đã hỗ trợ cho gia đình 2 con bò. Từ đấy thì gia đình đã phát triển kinh tế lên và nuôi và đã sinh sản ra được 7 con. Và đến hiện tại bây giờ thì nói chung là kinh tế của gia đình cũng gọi là phát triển hơn. Sau khi nhận bò của dự án, gia đình chị Hạnh cũng được cán bộ khuyến nông của xã và trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện thường xuyên xuống tận nhà để tư vấn, hướng dẫn về phát triển chăn nuôi, cách xây dựng chuồng trại, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cũng như xử lý chất thải trong chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Về phía hội nông dân cũng như là về các ban ngành đoàn thể của xã thì cũng đã rất là quan tâm đến các hộ và kêu gọi các hộ đi tập huấn về các chương trình về chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi này, kỹ thuật vệ sinh chuồng trại và phân bón và thức ăn chăn nuôi để cho các hộ nắm vững được và nuôi và phát triển cây trồng và con vật rất là tốt ạ. Năm 2018, tiểu khu 6 xã Trường Sơn có 3 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dự án 135 hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản. Hiện nay, đàn bò của các gia đình đều phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình. Chương trình 135 hỗ trợ cho nhân dân của gia đình tiểu khu 6, những gia đình khó khăn mà thuộc dạng hộ nghèo, thì về phát triển kinh tế, trong những năm hỗ trợ bò thì ngoài ra nhà nước cũng đã hỗ trợ thêm về cái phân bón cho cây trồng. Thì đặc biệt là các cái gia đình mà được hỗ trợ bò thì từ những gia đình rất khó khăn mà đến nay là người ta đã vươn lên trong cái chương trình phát triển kinh tế. Hiệu quả chương trình 135 đã từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới khó khăn của tỉnh. Tin gió mùa đông bắc và rét, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều ngày 28 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Sơn La. Từ chiều tối và đêm ngày 28 tháng 12, tỉnh Sơn La trời rét đậm, vùng núi cao như Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Bắc Yên, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 8 độ. Từ đêm ngày 27 đến ngày 29 tháng 12, ở tỉnh Sơn La có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều và đêm ngày 28 đến ngày 30 tháng 12, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Khả năng tác động đến các hoạt động kinh tế xã hội đối với con người, rét hại gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của con người, dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ em. Đối với cây trồng vật nuôi, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến vật nuôi bị chết rét. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.